Đi hết cuộc đời mới thấm thía. Điều tiếc nuối lớn nhất là đã bỏ quên chính mình. Có những bài học cuộc sống rất quan trọng nhưng cũng rất cơ bản mà nhiều người phải dành cả một đời để học. Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng những người lớn tuổi thường biết rất nhiều không? Bởi vì họ đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống và góp nhặt được những bài học trên con đường họ đi. Một số người nói rằng có nhiều điều bạn phải trải qua nhiều năm mới hiểu được. Nhưng nếu không phải như vậy thì sao? Sẽ thế nào nếu bạn được trang bị những kiến thức đó ngay từ bây giờ? Sau đây là những điều mà ai cũng phải dành cả đời để học. Thứ nhất, tốt với bản thân mình. Nhiều người cố gắng hoàn hảo, thậm chí họ còn không nhận ra điều đó. Họ đánh cược bản thân mình sau mỗi thất bại. Họ luôn kỳ vọng quá nhiều vào bản thân và họ cảm thấy tội lỗi nếu như dừng lại, nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta đều là con người bình thường, đạt được sự hoàn hảo là điều không thể. Nếu như bạn tự đặt ra một tiêu chuẩn không thể chạm tới, dường như là bạn đã tự làm mình thất vọng ngay từ khi mới bắt đầu. Đúng, cố gắng hết sức mình là tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn trốn tránh sự thật rằng mình là một con người. Bạn cần phải phá vỡ nguyên tắc đó đi và hãy hiểu rằng gặp một vài thất bại cũng không sao. Hãy học cách đối xử tốt với bản thân mình và tìm kiếm những điều tốt đẹp trong những trải nghiệm đó. Tự xây dựng cho mình những ý tưởng tích cực, tha thứ cho những sai lầm của bản thân và quan trọng nhất là hãy tự yêu bản thân mình. Bởi vì bạn xứng đáng. 2. Đừng làm việc quá nhiều. Nhiều người dành rất nhiều thời gian để theo đuổi ước mơ và hy vọng nó sẽ thành công mỹ mãn. Và bạn có thể đã đưa sự nghiệp của mình tới mức mà ở đó cả cuộc đời bạn bị lãng phí. Bởi bạn chạy theo một ước mơ chẳng biết mức độ nào là thành công. Làm việc chăm chỉ nghĩa là bạn có lý tưởng, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đừng làm việc quá nhiều mà quên đi những thứ khác. Sự nghiệp của bạn là quan trọng, nhưng gia đình, sở thích hay thời gian nghỉ ngơi của bạn cũng rất quan trọng. Chẳng có một ai trên thế giới này khi đã gần kề cái chết lại ước sẽ làm thêm một vài giờ ở công sở và cố gắng làm việc nhiều hơn. Bạn sẽ muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người mình yêu thay vì lãng phí thời gian làm thêm buổi đêm và bỏ quên bữa tối. 3. Thái độ là chìa khóa quan trọng của mọi thành công. Bạn nên trân trọng những gì mình có. Nhiều người mắc sai lầm khi tập trung quá nhiều vào việc họ thiếu cái gì, không có cái gì, mà quên mất rằng họ có những đặc quyền gì. Luôn có những thứ khiến bạn trân trọng. Dù bạn đã đọc một thứ gì đó hữu ích, hay bạn vừa thưởng thức một bữa ăn ngon miệng, hay bất cứ một niềm vui rất nhỏ trong cuộc sống, hãy trân trọng. Thực ra, những suy nghĩ tích cực không những làm bạn vui hơn mà còn giúp bạn thành công hơn. Hãy bắt đầu tập từ những điều nhỏ nhất. Hãy kết thúc một ngày bằng việc liệt kê ra 3 điều bạn trân trọng. Khi bạn biết điều đó, bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh mình đều tốt đẹp. 4. Thất bại là một bài học. Nếu bạn không mắc sai lầm, bạn sẽ chẳng bao giờ lớn. Cuộc sống là khi vấp ngã, rơi xuống vực sâu, bạn vẫn tự kéo bản thân mình lên một lần nữa. Dù là khó khăn, dù đó là thứ cuối cùng bạn cảm thấy muốn làm. Mỗi sai lầm và thất bại sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Nó sẽ giúp bạn có thêm kiến thức, làm cho bạn thông minh và nhạy bén hơn, và đảm bảo rằng bạn sẽ không mắc sai lầm đó một lần nữa. Về cơ bản, bạn đã đi lên một nấc thang mới trong cuộc đời. Đó là một điều tốt. Nỗi sợ thất bại sẽ ngăn cản bước đi
khiến bạn ngại mạo hiểm. Hãy trân trọng những thất bại và đếm những bài học mà bạn có được. Hãy áp dụng nó vào cuộc sống. Sau đó tiến lên. Thất bại không làm bạn rơi xuống vực thẳm và ở mãi dưới đáy. Nó dạy bạn một bài học và giúp bạn bay cao hơn. Không có con đường đúng đến thành công và không có con đường nào rõ ràng ở hướng đó. Bạn tự đặt cược mình vào nó. Trên đường đi, bạn chắc chắn sẽ làm đảo lộn tất cả. Nhưng nếu bạn tiếp tục học tập và trưởng thành, bạn sẽ sớm tìm thấy thành công. 5. Lòng tốt. Lòng tốt luôn miễn phí, nhưng trên thế giới này nó chẳng bao giờ là đủ cả. Đó là lý do bạn nên dành thời gian để đối xử tốt với mọi người xung quanh bạn, dù họ là ai đi chăng nữa. Đây là điều mà nhiều người không biết cho đến khi họ đã già. Vậy thì hãy bắt đầu ngay đi. Chủ động và đừng mong nhận lại điều gì. Điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Làm những việc tốt cho người khác là cách để tạo ra sự khác biệt và tạo ra những suy nghĩ tích cực. Sau tất cả, lòng tốt lại tạo ra lòng tốt. 6. Sống với hiện tại. Nhiều người trong chúng ta luôn mang bên mình gánh nặng cảm xúc từ quá khứ. Bạn đang tự kéo bản thân mình khỏi tương lai, khiến mình bị ám ảnh. Ngược lại, nhiều người lại quá lo nghĩ cho tương lai. Họ băn khoăn mình sẽ đưa ra quyết định sai lầm và rơi vào hoàn cảnh tồi tệ vì chưa tính toán kỹ lưỡng. Tâm trí của họ luôn hướng về phía trước, tập trung vào những thứ chưa biết. Và tất cả những điều đó khiến họ bỏ lỡ hiện tại. Hãy học cách nhìn về quá khứ mà không bị nó giữ lại, nhìn về tương lai mà không mãi ngẫm nghĩ về nó. Hãy tập trung chú ý đến những gì đang xảy ra ở hiện tại, những con người xung quanh bạn và nơi bạn đang sống. Lo lắng và không làm gì sẽ chẳng có ích lợi gì vì nó ngăn cản bạn sống trong hiện tại. Hãy trân trọng hiện tại bởi nó sẽ không tồn tại lâu, cũng sẽ trở thành quá khứ rất nhanh thôi. 7. Do dự lâu sẽ kéo sự nghiệp của bạn tụt lùi. Chúng ta hay nói đùa về sự do dự chần chừ, nhưng bạn có biết thói quen này sẽ dập tắt cơ hội cho tương lai? Liệu có dễ dàng để bạn do dự rồi có động lực phút cuối hoàn thành công việc? Điều này sẽ khiến bạn mất cơ hội hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Bạn chưa thể hiện được cái tốt nhất của bản thân. Bạn mới chỉ thể hiện được một phần nhỏ nhất. Và nếu bạn nghĩ rằng những gì bạn tạo ra sau khi do dự là tốt, hãy thử tưởng tượng xem bạn sẽ được gì nếu bạn dành thêm nhiều thời gian và nỗ lực. Thời gian là tiền bạc, vì vậy mà bạn cần biết cách quản lý thời gian hiệu quả. Bạn sẽ có cảm giác rằng bạn đang kiểm soát được cuộc sống của mình. Bạn sẽ rất ngạc nhiên với những việc mình có thể hoàn thành và cả khía cạnh chất lượng với những công việc mình có thể hoàn thành. 8. Tập trung vào hành trình chứ không phải điểm đến. Chúng ta vừa nhắc đến sống với hiện tại quan trọng như thế nào. Mỗi một chuyến đi thường rất hiếm khi trì trệ hay tĩnh lại. Vì vậy, nếu mà bạn gặp phải khó khăn, hãy nhớ rằng cũng giống như những lần khác, đó chỉ là tạm thời thôi. Đồng thời, hãy tận hưởng chuyến đi của bạn thay vì chỉ chú tâm đến kết quả cuối cùng hay điểm đến. Bạn không cần phải cắm cúi chạy dọc con đường. Hãy dành thời gian để thưởng thức mọi thứ xung quanh. Dừng lại để ngắm nhìn những đóa hoa hồng, cho dù chúng có gai. Đôi khi bạn sẽ thấy thất vọng khi nghĩ về sự vô thường của cuộc sống, nhưng nó sẽ khiến bạn trân trọng hiện tại hơn. 9. Hạnh phúc luôn có cái giá của nó. Nhiều người mong chờ hạnh phúc đến với họ một cách tự nhiên, nhưng thật không may,
hạnh phúc không được tạo ra như vậy. Hạnh phúc của những người xung quanh mà bạn nhìn thấy được đánh đổi bằng rất nhiều khó khăn mà chỉ họ mới biết. Hạnh phúc sau tất cả là một sự lựa chọn. Bạn muốn có nó và sẵn sàng làm việc để hướng tới nó. Bạn có thể phải quên đi cái tôi của mình, phải học rất nhiều điều trên con đường bạn đi.